Đúng nhà ông ta. Dạ em chào chị. Chị ơi, nhà này có bé Ái Nhi không vậy? Dạ đúng rồi. Dạ em là Huy Nam đến từ chương trình Ước Mơ Của Em. Nói cho chú bác sĩ biết ước mơ của con là gì. Làm ở nhà búp bê. Giờ con nghĩ ra cái mẫu nó như thế nào không? Nhà nó như thế nào? Màu gì nè? Nguyên ngoài là một cái thùng, một cái nắp bé, một cái nắp của kem bàn chải đánh răng. Búp bê biết đánh răng hả? Dạ không, cái nắp để làm cái đèn ngủ. Mình đã xin được một ít giấy cạc tông rồi, nhưng mà chú bác sĩ có chuẩn bị trước cho con. Đây, trong đây có dây kim tuyến, rồi rất là nhiều thứ. Chú bác sĩ thấy ông ổn rồi đó. Công việc của hai chú cháu mình làm mới sáng giờ coi như công cốc rồi. Con tên là Ái Nhi, ước mơ của con là làm cái ngôi nhà búp bê. Cho con một cái thử thách nha. Bây giờ hiện tại á, con nhớ những cái mẫu, những cái nội thất đã sắp sẵn trong đây rồi. Con lưu ý, con nhớ lại. Và con lưu ý kỹ nha. Nếu con làm được thì chú sẽ tặng cho con một cái mẫu này mang về luôn.